xin chào anh chị và các bạn, chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì như anh chị thấy, đây là một em máy siêu khủng ha, đến từ nhà Kawasaki, dụng cụ hơi. Và em này sử dụng và công việc là bắt bu lông ha. Cái dòng này thì cái đầu lắp bu lông của nó là 1 inch này, đầu dài với mã sản phẩm là KBT381SL ha. Nếu mà mã KBT381 là cái đầu khẩu rất là ngắn nha, cái đầu khẩu rất là ngắn luôn. Và ba cái mã sản phẩm này là KBT381SL, đầu dài sử dụng 1 inch và khả năng vặn bu lông lên tới 38mm ha, rất là to, rất là khủng luôn. Dòng này thì rất là đẹp rồi. Với thiết kế thì như anh chị thấy thì có tay cầm phụ này mình có gắn sẵn nè, được làm bằng tất cả bằng hộp kim nhôm, rất là chắc chắn, rất là đẹp ha. Và nút nghiêng khóa này được lắp và gia công rất là tỉ mỉ này ha. Đó, có ốc cao su để chúng ta chống va đập luôn nè. Con này có điều chỉnh cấp độ nha, cấp độ thấp nhất của nó là 680 cho tới là 2300 newton, 4 cấp độ mình có thể điều chỉnh như này ha, 4 cấp độ. Rồi điều chỉnh trái phải luôn, kết hợp với dưới này luôn ha, trái phải luôn, điều chỉnh đầy đủ thông tin dưới này hết đó. Đây, đây là mình điều chỉnh cấp độ này đó, điều chỉnh cấp độ này, trái phải này ha, nút quan là trái phải này, cấp độ này, cấp độ là mình bạn cho này ha. Rồi với cái thiết kế thì đầu hơi vào đây thì anh chị thấy thì đầu này hơi vào 1/2 inch, bên cạnh đó cũng tặng cho ta khúc nối nhanh này, à khúc nối nhanh. Rồi công tắc bóp này rất là khá sử dụng luôn, rất là dễ dàng sử dụng ha. Tắc bóp rất là dễ sử dụng, bóp cao su hai bề mặt cho chúng ta luôn. Bên cạnh đó là đây là cái bộ phận tem số series của phần máy này, hàng chính hãng Kawasaki xuất xứ Nhật Bản này, chế độ bảo hành lên tới 6 tháng cho anh chị luôn nha. Hàng này là đẳng cấp rồi, nó xài rất là bền, rất là tốt luôn. Rồi bên hông phòng máy đây, đấy như anh chị thấy thì hộp kim nhôm này toàn bộ ha, toàn bộ được đúc hộp kim nhôm hết. Phía trên này thì có cái bộ phận hút hơi này, hút hơi phòng máy này. Cái con này rất là được, rất là cái nhà xưởng ô tô cơ khí sử dụng ha, tại vì cái đầu nó rất là dài này, rất là tối ưu trong công việc hơn là so với những con đầu ngắn ha. Con này sẽ cho chúng ta vào những chỗ nơi hút xa, những con bu lông xa hơn và bu lông to mà ở trong vị trí xa cần phải cần cái bộ phận mà cái đầu phận dài này. Rồi rất là đẹp luôn ha. Con này thì nó nặng 12 kg, rất là nặng ha, 12 kg đó nha các anh chị ha, nặng 12 kg. Và bên cạnh đó thì cái lưu lượng khí của nó sử dụng là lên tới là 10 kg mét khối ha. Rồi đó, nó sử dụng lên tới 10 kg hơi mới sử dụng được em này ha, có điều chỉnh lực đầy đủ chúng ta luôn. Và mình cũng vừa review cho anh chị xem về cái mẫu mà máy móc bu lông đầu dài đồng quên ha của Kawasaki. Nếu anh chị có thắc mắc cũng muốn tư vấn thêm về dòng sản phẩm này để liên hệ số điện thoại chỉ cần mình website dưới phần video ha. Rồi cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video lần này của mình. Anh chị thấy hay cho mình xin like, subscribe để các động lực review những cái dòng sản phẩm chính hãng khác. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video lần sau.